Tiếp theo, thưa sư cho con hỏi, tại sao con người ta thường hay đau khổ khi bị chồng hoặc vợ phản bội, mặc dù họ không hề tấn công hoặc đánh đập mình hoặc đánh đập gia đình mình? Thưa quý vị, Đức Phật nói đó, có những cái thứ mà nó rất khó nhẫn nhịn, rất khó nhẫn nhục. Thứ nhất là con rắn ấy, mà nó bị giẫm phải đuôi ấy, thì nó rất khó nhẫn nhịn. Con voi mà đến kỳ động dục nó rất khó nhẫn nhịn. Ông vua mà bị đụng chạm tới ngai vàng, đụng chạm tới quyền lợi thì rất khó nhẫn nhịn. Người phụ nữ mà bị chia sẻ tình cảm rất khó nhẫn nhịn. Tóm lại đấy, trong cái vấn đề tình cảm, mình rất khó mà mình chấp nhận cái việc mà mình phải chia sẻ tình cảm của mình đối với người ta, đối với một cái người nào khác. Cho nên tự nhiên là mình phải bị đau khổ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đấy, mình coi đây là ông chồng của tôi, đây là bà vợ của tôi. Chính vì mình còn xem đây là tôi, là của tôi, cho nên mình mới đau khổ. Người ta không đánh đập gì mình hết, nhưng mà người ta đụng chạm tới quyền lợi của mình, đụng chạm tới cái quyền sở hữu của mình. Mà sư thưa với quý vị đó, cái quyền sở hữu này nó đâu có lâu bền đâu. Là vợ, là chồng của đời này, nhưng mà đời trước thì sao? Quý vị có biết là cái người mà mình thương, người mình yêu, họ sẵn sàng hoàn toàn họ đi theo người khác. Tại sao vậy? Giả sử bây giờ mình 30 tuổi, thì 30 năm về trước, ở một cái kiếp khác, ở một cái kiếp trước, mình có một người chồng, có một người vợ hoàn toàn yêu thương mình, sẵn sàng chết vì mình. Nhưng mà rồi sao? Tái sanh qua kiếp khác, quên sạch rồi đó. Mình yêu người khác, mình thương người khác, mình lấy người khác. Quý vị thấy có cái gì mà nó thảm cho bằng cái chuyện mà mình dành hết tình yêu cho một người mà họ sẵn sàng họ yêu thương người khác? Đó là cái thiệt của kiếp kiếp sau. Còn cái chuyện kiếp này đấy, thì tại vì họ đụng chạm tới cái quyền sở hữu của mình ấy, cho nên là mình bị đau khổ. Tóm lại, mình đau khổ bởi vì mình còn thấy rằng đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi. Mà chính vì mình thấy như vậy, mình tưởng như vậy, cho nên mình mới đau khổ. Mà Đức Phật dạy đó, cái chồng, cái vợ đó, nó có tồn tại hoài không? Không. Nó thay đổi. Qua đời sau kiếp khác, họ là chồng của người khác, họ là vợ của người khác. Thậm chí bây giờ họ đã trở thành vợ của người khác, trở thành chồng của người khác rồi. Họ không còn là chồng, là vợ của mình nữa. Cho nên nó thay đổi, vô thường, nó thay đổi. Không có cái gì mà tồn tại mãi mãi hết. Khi mình thương nhau, mình yêu nhau thì mình nói là thôi thề non hẹn biển, yêu nhau đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà lấy nhau rồi đi rồi biết, không được như vậy đâu. Đó. Mà Đức Phật dạy, cái gì mà nó thay đổi vô thường, cái gì mà nó biến hoại như vậy đó, thì nó là khổ hay là vui? Quý vị thấy rồi, chồng mình phản bội, vợ mình phản bội, thì nó là khổ chứ đâu phải vui. Mà Đức Phật dạy, cái gì là khổ thì có đáng để gọi nó là tôi, là của tôi hay không? Người ta phản bội mình mà mình nghĩ có đáng để còn gọi nó là chồng của tôi, còn gọi là vợ của tôi không? Không đáng, thưa quý vị, không đáng. Thì đó, như Hòa Thượng Bửu Chánh nói đó, cái lúc mà chồng nó phụ bạc ấy, thì gặp họ nó xin cảm ơn. Vì sao vậy? Bởi vì khi chồng mình phụ bạc, khi mà vợ mình phản bội, mình có cơ hội tiếp xúc với Phật gia, mình có cơ hội đi chùa, mình có cơ hội nghe pháp, mình có cơ hội thực hành chánh pháp. Bây giờ đó, chồng mình phản bội mình, vợ mình phản bội mình, tại sao mà mình không lo tu?
mình không kiếm một cái nơi nào đó thích hợp để mình thành thiền, bỏ người chồng người vợ phụ bạc đó qua một bên, mình lo cho bản thân mình đi trước cái đã. Họ đã phụ bạc mình, họ đã như vậy rồi thì họ đâu xứng đáng với mình nữa, đâu xứng đáng để mà mình dành cả cái tình cảm của mình, dành cả cái thời gian cho họ, không đáng. Nhưng mà tại sao mà mình nói thì nói được mà mình làm không được? Tại vì thứ nhất, cái tâm ái của mình còn nặng quá, mình còn nặng cái tâm ái quá, mình chưa hiểu được cách buông bỏ. Vì thấy nhiều người đó, chỉ cần mà chồng họ, vợ họ phản bội, họ lý dị ngay lập tức. Nhưng mà có người đó, thì chồng họ, vợ họ phản bội, họ làm cận, làm thử, họ đánh ghen, họ làm đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, đâu có kéo người chồng, người vợ về sống lại như xưa đâu. Cái ly, cái chén đã vỡ rồi thì có ai lại đi hàn gắn lại mà xài được như cũ bao giờ. Cho nên mỗi một cái biến cố trong cuộc đời của mình, nó là một cái dấu hiệu, nó là một cái dấu chỉ để mình tỉnh ngộ, mình biết tốt. Còn nếu như mà nó đã khổ như vậy rồi, còn mình còn không tỉnh ngộ để mà mình quay sang, mình học hỏi theo những cái lời dạy của Phật, thì không còn gì để nói. Một người thích đánh đòn, còn một người thích bị đánh đòn, thì thôi mình chịu đòn giỏi, mình khoái bị chồng đánh, khoái bị chồng phụ bạc, mình khoái bị người vợ họ phản cách, mình khoái như vậy, mình thích như vậy, thì mình khổ là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên ý, lặp đi lặp lại, sư vẫn nói trong kinh Đức Phật đã dạy, những cái này nó thường hay là nó vô thường? Nó là vô thường. Mà nếu như nó đã vô thường thì nó khổ hay nó vui? Nó là khổ. Mà cái gì là khổ thì có đáng để coi là tôi là của tôi hay không? Nó không đáng. Hiểu được như vậy thì quý vị sẽ buông bỏ, buông bỏ từ từ. Và chúng ta tạo cái điều kiện đó, nhân cơ hội đó để chúng ta đến chùa, chúng ta đi tu.